Trong suốt thời gian qua, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Lào Cai đã kiểm soát tốt dịch bệnh, không để lây lan trong cộng đồng. Và hơn ai hết, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ là lực lượng tiên phong đi đầu trong công tác này. Từng ngày, từng đêm, xông pha nơi tuyến đầu chống dịch để bảo vệ an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Đây là một căn phòng hết sức đặc biệt, là một trong những phòng xét nghiệm tuyến tỉnh đầu tiên của cả nước, được công nhận là phòng xét nghiệm khẳng định kết quả COVID-19. Từ căn phòng này đã có trên 27.000 mẫu xét nghiệm được thực hiện, và từ đầu năm 2021 đến nay có tới gần 10.000 mẫu được khẳng định âm tính. Vào lúc cao điểm thì cán bộ phòng xét nghiệm phải thực hiện tới 1.200 mẫu mỗi ngày. Những con số ấy đủ để nói lên những vất vả, những công hiến của đội ngũ cán bộ ở nơi đây. Những buổi làm việc liên tục tại cơ quan, bất kể ngày đêm, diễn ra thường xuyên hơn từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Năm nay, kỹ thuật viên Lý Văn Khánh cùng một số đồng nghiệp của mình đón Tết ngay trong phòng xét nghiệm, miệt mài làm việc để sớm có kết quả, bảo đảm việc phòng chống dịch của Lào Cai được nhanh chóng, chính xác. Trong thời gian mà dịch bệnh nó bùng phát thì số lượng mẫu dồn về rất nhiều. Cán bộ làm thì có hai kíp nên phải chia ra làm ngày làm đêm. Đặc thù công việc của cán bộ y tế xét nghiệm, đặc biệt là đối với Covid, dù có vất vả nhưng bản thân chúng tôi vẫn luôn vui vẻ và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Làm việc xuyên Tết không phải là chuyện lạ với ngành y, nhưng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại thì áp lực công việc đối với đội ngũ y bác sĩ càng nặng nề hơn. Dù bất cứ vào thời điểm nào, tất cả mọi khâu từ đón tiếp, phân luồng bệnh nhân, khám sàng lọc tới điều trị đều được thực hiện hết sức cẩn trọng, không để xảy ra sai sót. Mặc dù có thể một số đồng chí còn e ngại, con nhỏ rồi là gia đình xa, thế nhưng các đồng chí lưu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ y tế cũng sẵn sàng là tham gia vào điều trị cách ly. Trắng đêm ở các chốt kiểm dịch lấy mẫu người dân đi từ vùng dịch trở về, và đặc biệt là nắm bám sâu sát cơ sở. Các cán bộ y tế ở cơ sở cũng góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Hiện tại thì nhận thức của bà con là thay đổi rất nhiều so với trước đây về cái công tác phòng chống dịch bệnh. Thậm chí là nhân dân còn ở trong các thôn bản là cũng hạn chế đi ra vào, không tụ tập đông người. Rồi là có ý thức là nhà nào cũng mua khẩu trang để đeo để cái phòng chống dịch bệnh được tốt hơn. Cuộc chiến chống lại dịch COVID-19 chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc đội ngũ y bác sĩ vẫn đang ngày đêm trên tuyến đầu của mặt trận không tiếng súng này, hướng tới mục tiêu cao nhất là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.